Đây mày sướng được không? Dạ đây mày sướng. Này vô đây ha, vô đây. Qua đây. Lội rồi qua đây. Thì con ra đây hết cả đi ra đây cả đây chủ giới thiệu luôn. Đây là có mấy cháu là trên bana xuống đây. Ra đây hai mấy năm được ra đây. Tụi con có đào hết cả hả? Dạ. Ra đây, năm đứa ra đây. À, không không đây các trong dòng gửi các cháu về đây học rồi ở đây luôn rồi ăn uống sao mẹ nấu cơm ăn hả dòng lo hả bố đó ăn hả hay là sao ở đây ăn hả rồi ai nấu cho ăn à rồi mẹ nấu à ô giờ hôm nay là tới thăm mẹ để kêu là mẹ sướng sướng mà thầy khổ không mà chứ cảm thấy sướng chút nào hết cả sướng sướng mà cũng phải sướng rồi hôm nay là các cháu là cũng là con của là các cháu trong gia đình của Xuân Huệ tới đây để thăm mẹ và giúp cho mẹ một chút qua là trong những ngày mà bão lụt thì củi lòng nhiều thì cái này cũng coi như là ông ơn của Chúa giúp cho mẹ năm được bao nhiêu rồi mẹ hai là mẹ hai giống như 27 tuổi còn chiều gái được không mô à rồi solo giờ có con cả chứ không chắc từ xưa tới giờ chắc từ mô à rửa mới không có chồng có gì cả con gì con trinh nữ luôn rồi đó có ai rượt rượt luôn rồi và giới thiệu là đây là con có năm cháu ở trên Gia Lai cũng là gia đình rất khó khăn về đây là các sơ cho ăn học thì hôm nay thì bão lũ như thế này thì các cháu cũng chui đi trong nhà nhà thì rất là nhỏ bé cấp 4 thì cũng chỉ có mái tôn che thôi thật sự ra cũng mới đi học mới về hả không đi học đi bố dòng nha bố dòng á bây giờ bố dòng làm chi chưa học thì cái hôm chưa học lắm chứ có lắm à rồi à à thôi thôi giờ gửi cho mẹ chút qua có một thằng con rồi tặng mẹ có mẹ giữ sức khỏe chú có thuộc sự nào vào sự nào trên đó lên mông hả à có lên mông hả lên mông cho cho chú cái viết con đưa đây là cái cho chú cái bị thư giấy không á à đi vô xí lên mông cái lông mì ba na lớn nhất là con đứa nào lớn nhất cái bây giờ bốn là bốn con nhất bao nhiêu tuổi 18 hả chọn được tôi chứ năm tuổi đâu năm bao nhiêu tuổi có để nhai luôn rồi người ta con về đây được bao lâu rồi người ta na chín trăm bốn hơn một tháng hả rồi học học cái gì con học may quá vậy hả rồi cha mẹ các con ở trên kia làm gì dạy à đứa hả hơn một tháng về ở trong dòng luôn ban ngày là ở trong dòng luôn ở đây hả dạ. Khi nào học cô trong đó học ở trường ngoài hả học trường nào trung tâm gì mà chỉ là học cấp 3 hay là học đại học à không 18 tuổi nghề học nghề không nghề trường nào trường đường muốn kỹ năng bố ca học trường gì con trường nghề chứ Ba chế hả? Bắt cân đơ hả? Ồ, học nghề nghề bắt cân đơ nữa đó làm gì hả? Dạ, khi đã làm ở phòng cà phê hoặc nghề đó, trên kia hơi khó đấy. Khó ra kinh rồi. Thôi sẵn đây là sử dụng lì xì cho ít để mà có tiền ăn học. Rồi cho mỗi đứa 100 hay chưa? Năm đứa này, đứa nào lớn đại diện lấy này. Cái này là kỳ giống như đức mẹ là cho giới thiệu cho chú gặp tụi con tháng này biết tháng gì không tháng mừng cô một ngày có lần hoạt riêng chung với nhau không tối nay nhớ đọc kinh chung với nhau một chuỗi cầu nguyện cho đất nước khỏi bão lụt thoát khỏi là nước nước tàu rồi cầu nguyện cho thế giới khỏi covid nữa nghe chưa rồi tôi này đứa nào đại diện này chú có chú thằng chú cho luôn rồi thôi đi đơn mẹ nghe rồi mẹ là năm kẹt tối nay mình nhớ lên hộp con nguyễn tụi con mới chưa à rồi con đi lấy được không à rồi thôi thôi con chào mẹ đi hả à.